Để đối phó với làn sóng dịch COVID-19 thứ ba đang bùng phát, chính phủ Pháp đã công bố lệnh tái phong tỏa 16 tỉnh trên toàn quốc, trong đó có thủ đô Paris. Tới ngày 18 tháng 3, tại cuộc họp báo được tổ chức hàng tuần về tình hình dịch COVID-19, Thủ tướng Pháp Jean Castex đã công bố các biện pháp bổ sung nhằm chống dịch COVID-19. Theo đó, chính phủ Pháp quyết định phong tỏa chặt chẽ 16 tỉnh, nơi đang chứng kiến dịch bệnh bùng phát nhanh, đặc biệt là sức ép lên hệ thống bệnh viện là quá lớn. Tại 16 tỉnh này, các biện pháp ngăn chặn dịch bệnh mới sẽ được triển khai ngay từ đêm thứ Sáu và kéo dài trong vòng 4 tuần. Các biện pháp phong tỏa lần này sẽ không giống với các biện pháp mà chúng ta đã triển khai trong đợt phong tỏa hồi tháng 3 hay tháng 11 năm ngoái. Bởi vì đã đúng một năm trôi qua kể từ khi dịch bệnh xuất hiện, thời gian trôi đi, dịch bệnh kéo dài, nhưng chúng ta đã biết được nhiều điều. Trong đợt phong tỏa lần thứ ba này, tại các địa phương liên quan, các quy định cũng linh hoạt hơn so với hai đợt phong tỏa trước. Các trường học cấp mầm non, tiểu học và trung học cơ sở vẫn tiếp tục hoạt động bình thường. Tại các trường trung học phổ thông, trước đây chỉ một nửa hoặc 2/3 số học sinh đến lớp hàng ngày, còn lại học trực tuyến, thì trong thời gian phong tỏa lần 3, toàn bộ học sinh sẽ được đến trường. Các trường đại học cũng tiếp tục hoạt động, tuy nhiên cũng như các đợt phong tỏa khác, phần lớn các cửa hàng tiếp tục phải đóng cửa. Cũng như trong tháng 3 và tháng 11 vừa qua, chỉ các cửa hàng kinh doanh nhu yếu phẩm được phép mở cửa. Khái niệm nhu yếu phẩm sẽ được mở rộng đối với các mặt hàng sách và âm nhạc. Điều này cho phép các hiệu sách và các cửa hàng kinh doanh băng đĩa được phép mở cửa. Quy định hạn chế đi lại cũng được nới lỏng hơn rất nhiều so với các đợt phong tỏa trước. Người dân ở các tỉnh bị phong tỏa chỉ bị cấm di chuyển giữa các vùng, ngoại trừ lý do cấp bách. Đồng thời được phép ra khỏi nhà trong bán kính 10 km và không giới hạn thời gian, mặc dù vẫn phải có giấy cam kết. Trong thời gian phong tỏa, chính phủ Pháp khuyến khích các doanh nghiệp, các cơ quan, tổ chức làm việc từ xa với thời lượng ít nhất là 4 ngày trong tuần. Một ngày còn lại, người lao động có thể đến trụ sở để làm việc. Đối với phần còn lại của nước Pháp, chính phủ Pháp giữ nguyên lệnh giới nghiêm buổi tối hôm trước cho tới sáng hôm sau, nhưng điều chỉnh thời gian bắt đầu lệnh giới nghiêm từ 18 giờ thành 19 giờ. Đây chỉ là điều chỉnh cho phù hợp với hoàn cảnh khi nước Pháp cũng như nhiều nước châu Âu sẽ chuyển sang giờ mùa hè từ ngày 20 tháng 3. Cũng trong buổi họp báo, Thủ tướng Pháp cho biết nước này sẽ nối lại việc sử dụng vaccine AstraZeneca từ ngày thứ Sáu 19 tháng 3 sau khi cơ quan dược phẩm châu Âu khẳng định tính hiệu quả và an toàn của loại vaccine này. Nước Pháp đặt mục tiêu tiêm chủng cho 30 triệu người, tương đương với 2/3 dân số trên 18 tuổi vào giữa tháng 6 năm nay.